Xin chào quý anh chị, lại là em Nhân đây. Thì ngày hôm nay là đầu tháng thì em Nhân sẽ quay một vòng kho xe của Toyota thành phố Fukushima để cập nhật giá cả nè, cũng như là các dòng xe đang có và giao liền tại Toyota thành phố Fukushima nha. Đó là xe mới, còn về xa qua sử dụng thì hiện nay bữa giờ bên em cũng ế quá cô chú anh chị. Em có làm bữa cái clip mà tổng hợp các dòng xe qua sử dụng tại Toyota thành Fukushima đó, thì nếu mà cô chú anh chị nào có quan tâm các dòng xe qua sử dụng của Toyota thì em sẽ để cái link ở trên để cô chú anh chị mình vô coi nha. Bữa giờ còn nguyên, chúng chưa có bán được. Dạ thì dù nó hơi ế thiệt nhưng mà bên em cũng đang đẩy mạnh thu xe hơn cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu mà bán xe thì liên hệ với em nha, số hotline em để bên dưới. Thì sắp tới khoảng cuối tháng này, trễ nhất là đầu tháng sau, bên em sẽ khai trương một cái showroom ở số 22-24 đường Quỳnh Mạnh Đạt, gần chỗ ngã tư giữa Quỳnh Mạnh Đạt với lại Trần Hưng Đạo hay cô chú anh chị, trong quận 5. Thì đó, nếu mà cô chú anh chị nào ở trong khu vực ở quận 5 thì chắc cũng đã thấy cái tòa nhà mà TRF Building á. Thì cô chú anh chị ví dụ có coi kênh em Nhân mà ở gần đó thì để lại cho anh Nhân một cái tim nha, để em biết ví dụ sau này em có làm ở khu vực trong đó thì mời cô chú anh chị mình qua uống cà phê coi xe hay cô chú anh chị. Thì trong đó sẽ phục vụ chủ yếu là xe qua sử dụng, nhưng mà cũng sẽ trưng bày một số dòng xe mới để cho cô chú anh chị mình có nhu cầu, mình không cần phải lên tới Bình Chánh, ở số 15 Bình Chánh, Tân Túc Bình Chánh thì nó hơi xa. Thì cô chú anh chị ở trong khu vực đó thì mình có thể ghé đó mình coi xe luôn cho tiện. Chứ giờ nhiều khi em nói em ở Bình Chánh nghe cô chú anh chị ở trong trung tâm nghe nản luôn ha. Thì sắp tới được cái đó nó sẽ thuận tiện cho cô chú anh chị mình. Dạ rồi, em sẽ đi quay kho xe cho cô chú anh chị mình coi nha. Rồi cùng theo chân em nha. Dạ xin chào cô chú anh chị mình nhìn thấy kho xe bên em quen không? Nếu mà cô chú anh chị có xem kênh nhiều của em Nhân thì chắc cũng quen thuộc với khung cảnh này nha. Thì ngày hôm nay em đụng xe nào em giới thiệu xe đó nha, báo giá cho cô chú anh chị mình để cho cô chú anh chị mình tham khảo cho nó dễ. Ở đầu tiên nè, Toyota Cross thì hiện nay bên em là khuyến mãi hàng Toyota Cross luôn nha cô chú anh chị, đặc biệt là bản 1.8V. Đó, tháng 4 là tháng giải phóng miền Nam, còn bên em là tháng 4 là tháng giải phóng xe Toyota Cross. Thì hiện nay giá cả nó cạnh tranh lắm. Đó, cô chú anh chị nào có nhu cầu dòng này thì vui lòng để lại số điện thoại đi, em gọi tư vấn cho nha. Đó, hiện nay thì bên em còn một mớ xe Toyota Cross luôn. Cô chú anh chị mình nhìn một dòng nè, toàn là Cross không nha. Thì xe Cross thì cô chú anh chị mình biết rồi đó, thì cũng lọt vô cái top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam. Nhưng mà do số lượng hiện nay nó quá nhiều đi, cho nên là nó bán thì còn tồn kho nhiều. Thì bên em đang cố gắng giải quyết xe Cross này trong tháng 4 này, giải phóng hết qua tháng 5, chúng ta làm lại từ đầu. Thì xe Toyota Cross chủ yếu là bên em là còn đợi 2022 nhiều hơn cô chú anh chị. Đó, nếu mà cô chú anh chị nào có kế hoạch mà mình mua xe để mình đi phục vụ lễ Tết á, phục vụ lễ 30 tháng 4 này nè, mình có kế hoạch sử dụng xe mà mình muốn mua xe thì liên hệ với em, đặc biệt là dòng Cross nha, khuyến mãi em nói là cạnh tranh á, nói chung là nhiều để giải phóng hết trong tháng 4 này. Thì đối với bản G, cô chú anh chị mình bây giờ nếu mà chúng ta lấy xe bản G đời 2022 á thì có 795 triệu nha cô chú anh chị, là biển Sài Gòn luôn á, còn biển tỉnh chỉ có 775 thôi. Đó, rất là thấp nha. Ưu đãi rất là nhiều, tại vì đời 2022 em nói rất là rõ cho cô chú anh chị mình nghe. Đó, màu thì trắng, đen, đỏ gì đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình luôn. Còn đối với bản V thì là 895 hay cô chú anh chị, xe mới 100% nha, biển thành phố, còn biển tỉnh là 876. Biển tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà ví dụ cô chú anh chị mình ở tỉnh xa thì bắt buộc cái tiền chi phí đăng ký nó phải đội lên tí nha. Em báo này là chuẩn nhất cho cô chú anh chị, nếu mà cô chú anh chị ở đâu thì vui lòng để lại thông tin số điện thoại, em sẽ tư vấn kỹ hơn cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, còn đối với bản Hybrid cô chú anh chị, Hybrid đối với bản Cross Hybrid á, thì bên em chỉ còn xe 2023 hết 22 rồi nha. Đó, thì giá nó là 1.065 cho biển thành phố Hồ Chí Minh, còn biển tỉnh là 1.045 hay cô chú anh chị, còn nhiều màu trắng đỏ đen đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, em quay sơ cho cô chú anh chị mình coi nè, màu xám xanh đồ đầy đủ ha. Cross, nói chung là kho xe bên em là Cross nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Đó, mua đâu cũng vậy thôi, mua giùm em đi nha. Em Nhân thì ở Toyota An Thành với Fukushima ở Bình Chánh, số 15 đường Bùi Thanh Khiết, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh nha cô chú anh chị. Rồi, chiếc Altis xăng điện này em cũng có làm clip giới thiệu đó, cô chú anh chị nào đang quan tâm thì vô kênh em Nhân coi nha. Em để cái link ở trên cho cô chú anh chị mình tiện vô coi. Vẫn là Cross nha, Cross đầy luôn. Đó, lại là Cross nữa. Đây có chiếc đỏ đỏ nha, nhỏ nhỏ này em muốn giới thiệu cho cô chú anh chị mình. Đây chiếc Ride ha. Ride này màu đỏ nhập
khẩu Indonesia, xe SUV đô thị ha cô chú anh chị, nhỏ nhỏ gầm cao nè, đó nhìn cũng ok lắm á. Thì cái chiếc này nếu mà cô chú anh chị mình lấy biển thành phố thì nó khoảng 622, còn biển tỉnh là chỉ 602 thôi cô chú anh chị. Đó, xe bên em còn ra mấy chiếc nè, thì em quay là có sẵn hết á, cô chú anh chị mình mua là có nha. Rồi bên này là một chiếc Cross xăng điện màu 1K3, màu xám xanh, đẹp quá ta. Trong này em có một chiếc sedan nè, Antis màu đen đen nè cô chú anh chị, quay cho cô chú anh chị mình coi. Ở đây có chiếc màu đen với lại Antis màu trắng xăng điện hybrid nè, đó đẹp không cô chú anh chị. Chiếc này thì bên em nếu mà giá bán hiện nay bản Antis á thì là 806 triệu ha cô chú anh chị, còn ở tỉnh thì chỉ có 786 thôi, rất là ưu đãi ha cô chú anh chị. Rồi chỗ đây có một chiếc Veloz màu đỏ nè, để em báo giá cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, Veloz này là bản G ha, bản top, em xin lỗi. Đó, bản top thì lấy biển thành phố là 778 triệu, còn biển tỉnh là 758 triệu ha cô chú anh chị. Đó, còn ở đây Avanza, em có chiếc Avanza số sàn này thì giá là 614 ha cô chú anh chị ở thành phố, còn ở tỉnh là 594 thôi. Còn đối với Avanza số tự động á cô chú anh chị là 668 cho thành phố, còn ở tỉnh là 648 nha. Đó, giá cả là em nói rất rõ ràng cho cô chú anh chị mình tham khảo. Đó, cô chú anh chị có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em qua số hotline bên dưới nha. Clip nào em cũng có để số hotline cho cô chú anh chị mình để gọi. Đó, còn nếu mà cô chú anh chị mình không tiện gọi thì cứ để lại số điện thoại cho em Nhân đi, rồi em Nhân gọi lại cho. Đó, cái gì cái mình cũng phải nói chuyện trực tiếp với nhau cho nó dễ ha cô chú anh chị. Đây có chiếc Cross Hybrid màu đỏ này cô chú anh chị. Ở bên em quá trời nhiều xe luôn rồi cô chú anh chị ơi. Nó đậu bây giờ bụi quá ha cô chú anh chị. Này bụi rửa cái là ga rồi nha. Khi mà cô chú anh chị mua xe thì rửa sạch sẽ cho cô chú anh chị, đảm bảo là xe không có chảy xước, không có bị ố hay là bị dơ gì ha cô chú anh chị. Đó, tại vì ở đây gần đường á bụi quá. Đây chiếc ray, ray màu vàng thì bên em cũng có sẵn nè. Ray màu vàng cái tông mà nóc đen như thế này nè cô chú anh chị thì nó sẽ cao tiền hơn tí. Đó, mình cộng thêm giúp em là khoảng 11 triệu ha cô chú anh chị. Đó, đẹp không cô chú anh chị, có sẵn giao liền nha cô chú anh chị, mua là có liền á cô chú anh chị ơi. Rồi lại là Cross nữa đó, em quay một hàng Cross cho cô chú anh chị mình xem nè. Đó, đủ màu hết cho cô chú anh chị mình lựa chọn luôn nha. Nói chung Cross giờ nhiều lắm cô chú anh chị mình mua đi, khuyến mãi nhiều lắm, không có bị lầm đâu. Mà xe thì đợi 22 nha, em nói rõ nha. Đó, nếu mà cô chú anh chị mình sợ mất đời xe gì đó thì em nói cái mấy cái xe này thật sự nếu mà mình đưa gia đình á thì mua với giá ưu đãi đó, giá thì ví dụ như mình mua đời 22 thì cái giá nó khuyến mãi hơn, nó cũng 60-70 triệu, nói chung nó cũng xứng đáng hơn cô chú anh chị. Mà mình mua để xe này ví dụ như mình đi để gia đình mình để mình đi luôn, chứ mình đâu có mua bán gì đâu, đâu có đổi gì đâu, thì thôi mình mua cho nó giá nó ok tí xíu ưu đãi đó. Giờ là Cross tháng 4 giải phóng xe Cross ha cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị có nhu cầu mua xe Cross thì liên hệ với em nha. Và ngoài ra thì nếu mà cô chú anh chị nào thích chiếc xe mà nãy giờ em chưa có nhắc tới thì cô chú anh chị mình có thể để lại comment đi, rồi em sẽ làm video cho cô chú anh chị, dành tặng riêng cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, kho xe nha. Trời nắng thì nắng nhưng mà em vẫn cố gắng em quay cho cô chú anh chị mình xem bán được hay xe hay không thì tính sao. Dạ thì được cô chú anh chị mình ủng hộ mình xem video với em Nhân là em Nhân vui rồi. Cô chú anh chị mấy cái chiếc xe mà nó có biển rồi nè là chúng ta vô bảo dưỡng nha cô chú anh chị, chứ không phải là xe cũ nha. Nhiều cô chú anh chị thấy biển số xe, thấy xe cái hỏi giá em Nhân, thật sự em cũng hơi bất ngờ, tại em cũng hơi bất cẩn quay vô luôn thì không có nói cho cô chú anh chị mình biết. Thì em xin đính chính lại là mấy chiếc đó là đi bảo dưỡng, ví dụ như đây nè, đó là đi đầu bảo dưỡng không à nha. Còn xe cũ, xe lướt thì em có làm video riêng cho cô chú anh chị mình xem rồi đó. Hiện tại có mấy chiếc nó đang cần thu thêm xe để phục vụ nhu cầu, mấy mốt tụi em dời về mở thêm chứ mấy dời về. Về quận 5 thì sẽ có xe để trưng bày cho cô chú anh chị nào ở gần ở trong trung tâm, chúng ta tiện đường chúng ta ra đó chúng ta mua xe ha. Rồi
Dacross màu đen hay cô chú anh chị xăng điện. Rồi chắc em kết thúc video ở đây, hy vọng là cô chú anh chị mình xem clip em sẽ cảm thấy vui vẻ, hào hứng và có thích xe nào thì để lại thông tin để em Nhân liên hệ và em Nhân tư vấn cho cô chú anh chị mình nghe. Em Nhân xin kính chào ạ.